Kính thưa quý vị, tiếp theo là phỏng vấn đặc biệt ông Nguyễn Văn Toàn để tìm hiểu về Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa nhân chuyến viếng thăm Hoàng Thịnh Đốn vào cuối tháng 3 vừa rồi, chương trình do Thành Trúc thực hiện. Thưa ông Nguyễn Văn Toàn, theo như ông biết đó, thì là cái ngành cảnh sát đó có một cái cách nào đó giống như là ở trong chiến tranh chính trị hay là trường võ bị quốc gia Đà Lạt hay là Thủ Đức chẳng hạn, có một cách nào để mà gọi là lôi gọi là kêu gọi người thanh niên gia nhập cái hàng ngũ, cái lực lượng của mình hay không, thì ngành cảnh sát có khuyến khích những người thanh niên gia nhập ngành cảnh sát bằng cách nào? Thưa cô, thế này, ngành cảnh sát bắt đầu bành trướng thì từ cái 17.000 người năm 1961 cho đến lúc 65 nó tăng lên 52.000 người. Thì cái nhân số tăng thì không đáng kể, nhưng mà bây giờ muốn cho ngành cảnh sát nó có một cái sinh khí mới và nó có một cái trình độ của nhân viên cao lên, hay là phải có trường lớp đàng hoàng. Chứ còn khi mình tiếp nhận thì quả thật ra mình chưa có những trường lớp như tôi xin phép cô là hơi dài dòng vậy. Thì sau này á, mình phải có trường lớp rồi mình tuyển mộ, thì mình tuyển mộ là nó phải có những người có cái trình độ. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ ra cái chuyện, trong ngành cảnh sát chúng tôi mới nghĩ ra cái chuyện là ngành cảnh sát phải có một sự tiến hóa theo cái đà tiến của xã hội. Thì người cảnh sát phải là có một cái trình độ văn hóa đi đôi với lại trình độ nghề nghiệp. Thì trong ngành chúng tôi mới là bắt đầu tuyển mộ để đáp ứng cái tiến trình của xã hội. Thì bắt đầu lấy những người có bằng tú tài 1 và tú tài 2. Thì những người đó thì chúng tôi lúc bây giờ chưa có cái học viện ở Thủ Đức. Sau này thì dân chúng đều biết là chúng tôi có cái trường, cái học viện cảnh sát quốc gia ở Thủ Đức, nó ngang bằng với lại những cái quân trường của quân đội. Thì trước đó thì chúng tôi chỉ có ghé vào cái trung tâm Lê Văn Duyệt. Thì lúc đó chúng tôi tuyển mộ những cái người có sinh viên này kia nọ ở ngoài dân sự gia nhập, thì đòi hỏi là bằng tú tài 1 và tú tài 2. Thì chúng tôi chuyên ra đào tạo, sau này họ gọi là những sĩ quan cảnh sát đó. Thì trong ngành cảnh sát chúng tôi đó, nó cũng như tưởng tượng như quân đội, cảnh sát viên là thấp nhất. Dạ, đó. Nhưng là ông đang nói về cái ngạch trật đó. Vâng, đương nói về ngạch trật. Rồi đến cái người kế tiếp là phó thẩm sát viên là chính ngạch. Còn cảnh sát viên là ngoại ngạch, tức là chưa được bổ dụng vào ngạch. Thế rồi, nhưng mà cái ngạch phó thẩm viên đó, chúng tôi cũng phải đi thi. Thấp nhất, tôi xin tuần tự kể, là cảnh sát viên, phó thẩm sát viên, rồi thẩm sát viên, rồi biên tập viên, rồi quận trưởng, rồi kiểm tra, rồi tổng kiểm tra. Đó. Mà mỗi cái ngạch chúng tôi phải đi qua 10 trật, có nghĩa là 2 năm thì chúng tôi phải dự tranh. Thì thí dụ chúng tôi phải có cái số bình điểm tối thiểu lắm là 19-75, thì 2 năm đó chúng tôi mới hy vọng lên được một trật nữa. Mà cô cứ tính mỗi ngạch có 10 trật đó, thì một người mà qua được cả một cái ngạch thì tôi nghĩ là phải 20 năm. Đó là những cái thiệt thòi của người cảnh sát. Thì tôi nói với cô như vậy. Sau này thì đào tạo thì có một số sinh viên, có một số dân sự gia nhập ngành cảnh sát quốc gia, thì tú tài 1 trở thành 9 tháng học, 12 tháng học, trở thành được bổ dụng vào ngành, trở thành thẩm sát viên, hoặc là tú tài 2 thì trở thành biên tập viên. Ngoài ra đáp ứng cái nhu cầu để mà bành trướng, gửi người đi ngoại quốc học này kia nọ đó, thì lại có một số anh em gọi là đồng hóa. Đồng hóa thì họ, những người đó có cử nhân, nhưng mà cái số đó thì ít thôi.
rồi điền thế cho những người mà đã về hưu, hoặc giả là điền thế cho những người đã quá vãng. Dạ. Thì cái số anh em đó có cử nhân. Sau này thì Học viện Cảnh sát Quốc gia, thì lúc bây giờ ngành Cảnh sát Quốc gia đã bành trướng lớn rồi. Dạ. Rồi tôi xin cải chính lại, cái người mà luôn luôn tự nghĩ là có công xây dựng cái ngành cảnh sát mà bành trướng lớn đó là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, là cái người tư lệnh cảnh sát cuối cùng. Sau cùng hết. Sau cùng hết. Dạ vâng. Thưa, ở miền Nam Việt Nam hồi trước đó, thì có nhiều người nghĩ rằng là cảnh sát là chỉ là giống như là cảnh sát gác đường, hay là cảnh sát giao thông, cảnh sát công lộ, hoặc là đôi khi có cảnh sát về kinh tế. Nhưng mà người ta, nếu mà tìm hiểu sâu hơn đó, thì ngành cảnh sát khi mà phát triển lên nhiều đó, thì là người cảnh sát lại được đi theo những cái ngành chuyên biệt. Thí dụ như có ngành cảnh sát phản gián, rồi cảnh sát về phá án, những cái vụ án rất là lớn ở mà có liên quan đến thí dụ như là cộng sản, hay là có liên quan đến những cái vấn đề khác đó. Thì thưa, có đúng là nó có nhiều cái ngành cũng đặc biệt lắm ở trong cảnh sát thưa? Trong cảnh sát thì hay gọi là chuyên biệt, chúng tôi dùng danh từ cái từ ngữ là danh từ kép, những cái chuyên môn và giữ những cái nghiệp vụ. Thì chúng tôi có ba ngành chính thức. Hồi đó công an cảnh sát mà tiếp nhận từ Pháp sang thì chúng tôi chỉ có ba cái ngành mà chuyên nghiệp là hành chánh, tư pháp, cảnh sát đặc biệt. Thì ba ngành này là chuyên trách ba việc, giống như cô vừa rồi đề cập. Thí dụ tư pháp thì chuyên trách những là truy tố, điều tra phạm pháp, đưa ra tòa này kia nọ, đó là về tư pháp. Còn về cảnh sát đặc biệt là chuyên trình về tình báo. Tình báo là có thể làm tất cả những gì liên hệ khắp toàn quốc, rồi lại phụ trách ở trong địa phương. Còn cái hệ thống của cảnh sát quốc gia chúng tôi đó, thì ngày xưa nó có tổng nha cảnh sát là ở ngay Sài Gòn. À, tổng nha. Rồi, dạ vâng. Ở Huế thì người ta gọi là nha cảnh sát cấp vùng đó, cấp vùng hay là cấp khu, thì là nha cảnh sát Trung Nguyên, Trung Phận, nha Trung Phận. Ở Đà Lạt đó, thì nha Cao Nguyên Trung Phận. Dạ. Yeah. Ở Sài Gòn về sau này đó, nó trực thuộc cái đô thành thì nó có nha cảnh sát đô thành. Rồi ở Cần Thơ, ở vùng dưới vùng 4, sau này gọi là vùng 4, thì nó có nha cảnh sát quốc gia Tiền Giang là ở Mỹ Tho, nha cảnh sát quốc gia Hậu Giang là ở Cần Thơ. Rồi nó còn một cái nha cảnh sát nữa, là bởi vì miền Trung rất rộng, thì nó có một cái nha cảnh sát đóng ở Nha Trang, thì người ta gọi là nha cảnh sát quốc gia Trung Nguyên, miền Nam Trung Nguyên Trung Phận. Đó. Rồi á, cái cấp tỉnh thì nó có ti công an và ti cảnh sát. Thí dụ giờ mình ở Đà Lạt thì nó có cái ti cảnh sát, thì nó đóng ở chỗ nhà thờ Nicola, nhà thờ Con Gà. Còn ti công an thì gọi là ti công an tỉnh Đà Lạt Tuyên Đức, thì nó đóng ở trên đường Giang Hút. Đại khái vậy. Tôi đơn cử vậy là vì cô lớn lên Đà Lạt, cô cũng hiểu thấu đáo vậy. Thì tỉnh thì có ti, ở trung ương thì có tổng nha. Rồi á, thí dụ Đà Lạt Tuyên Đức có 4 quận, thì Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, rồi Tùng Nghĩa. Không, Tùng Nghĩa nó chỉ là một cái xã thôi. À, dạ. Thì nói tóm lại quận thì là chi. Dạ. Còn ở xã nó gọi là phân chi. Thành ra nó từ thống thuộc là như vậy. Tổng nha, xong rồi đến nha, nha rồi đến ti, ti rồi đến chi, chi rồi đến phân chi. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Hình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị tiếp tục đón xem phỏng vấn đặc biệt ông Nguyễn Văn Toàn vào tối thứ ba tuần tới trên SBTN vào lúc 8 giờ tối giờ Hoạt Hình Đốn.
Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới.